Đây là mình, còn đây là mẹ mình. Hôm nay là sinh nhật mẹ mình, và sau đây là một vài điều về mẹ mình. Mẹ mình luôn chê mình béo và bắt mình phải giảm cân. Vì sao ấy ạ? Vì béo thì không sinh. Vì sao béo lại không sinh? Tại vì mẹ bảo béo thì giống ba, mà ba thì làm sao mà sinh bằng mẹ được. Nhưng mà ở nhà mình, câu chuyện nó lại như này. Sáng, suất ăn sáng cho hai người. Sáng tập thể dục mệt rồi, ăn đi cho có sức. Trưa, bữa cơm đầy đủ ba món mẹ chuẩn bị sẵn. Bữa trưa rất quan trọng, phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Chiều, đồ ăn vặt phong phú. Mẹ về rồi này, xuống nhà ăn chè, ăn sữa chua, ăn na, ăn thạch, ăn bánh gato đi con. Tối, bữa tối thịnh soạn, đặc biệt cầu kỳ. Cả ngày có mỗi lúc này cả nhà thông thả ăn uống cùng nhau, không thể xuê xóa được. Đêm, đồ ăn đêm ngon lành hấp dẫn. Hai ba con xuống ăn sữa, ăn sô-cô-la, ăn bánh, ăn nho đi, ngon lắm. Đấy là còn chưa kể cuối tuần, với chương trình đặc biệt, với các món ăn đặc sắc, cùng nguyên liệu chế biến thủ công. Gói cá, gói cuốn, lẩu, phở cuốn, mì, miến, bún, phở. Thế nên mẹ mình là siêu nhân đấy. Từ hồi bé tới giờ, 20 năm, mỗi năm 12 tháng, mỗi tháng 4 tuần, 1 tuần 7 ngày, 1 ngày 3 bữa, ngon bổ rẻ, mỗi ngày một món không đụng nhau. Kết quả là sau chưa đầy 2 tháng, mình tăng liền 5 cân. Mẹ mình bảo mình tăng cân nhanh hơn cả lợn. Và mẹ lại chê mình béo và bắt mình phải giảm cân. Sao ấy à? Vì béo thì không sinh. Mẹ mình có những phương pháp rất hữu hiệu để thúc đẩy con cái tự giác ăn uống, cân bằng và đầy đủ dưỡng chất. Hồi nhỏ, mình bị yêu anh Lex Luthor trong phim Smallville. Bây giờ vẫn yêu anh như thế. Có lần mình vừa xem phim, vừa đắm đuối nói chuyện với cái tivi. Anh ơi, sao anh đẹp trai thế anh ơi? Anh ăn gì mà quyến rũ thế anh ơi? Mẹ mình đi ngang qua nghe thấy thế liền bảo, anh đi ăn nhiều rau nên mới thế đấy. Con ăn nhiều rau mà đi rồi cũng sẽ được đẹp như người ta. Và thế là từ đó đến giờ, mình tích cực ăn rau để mong một ngày được quyến rũ như anh ấy. Đến đây các bạn đang nghĩ mẹ mình dễ tính và tâm lý hả? Không có đâu. Mẹ mình là một người đặc biệt nghiêm túc. Mẹ mình nghiêm túc đến độ coi lời nhận xét của tổ trưởng tổ mình trong sổ liên lạc hàng tuần là cực kỳ nghiêm túc. Đặc biệt là khi tổ trưởng nó về, cần cố gắng hơn nữa vào sổ liên lạc của mình. Sao lại thế này hả con? Sao con vẫn chưa chịu cố gắng đúng mực? Sao tổ trưởng vẫn bảo con phải cố gắng hơn? Sao con vẫn không chịu tiến bộ? Sao chăng chăng sao chăng sao sao chăng? Trong khi mình thề với các bạn là tổ trưởng tổ mình nó phê sổ theo hệ nhị phân. Trong đầu nó chỉ có hai câu: cần cố gắng phát huy và cần cố gắng hơn nữa. Cứ mỗi thứ sáu hàng tuần nó lại cháo sổ liên lạc của các bạn như cháo bài trong casino, rồi chia sổ liên lạc ra thành hai chồng. Chồng bên phải nó phê cần cố gắng phát huy, còn chồng bên trái nó viết cần cố gắng hơn nữa. Tại sao mình lại không kể vụ này cho mẹ ấy à? Vì mẹ mình nghiêm túc mà. Mẹ mình mà biết thì sẽ không tin tưởng tổ trưởng nhà mình nữa. Mẹ mình sẽ gọi thẳng cho cô chủ nhiệm để hỏi tình hình. Đến lúc đấy thì mình sẽ không chỉ bị mắng vì sao con vẫn chưa cố gắng đâu. Mình sẽ phanh phui cả tỷ cho quậy khác. Mà nếu mẹ biết được thì mình ăn đòn là cái chắc. Mẹ mình cũng rất nghiêm túc với ba mình. Nhà mình ngày trước có nuôi một con mèo. Theo như mẹ thì mèo ngoan là mèo của mẹ, mèo hư là mèo của ba. Anh xem mèo của anh thế nào đi. Tương tự như thế, con ngoan là con của mẹ, còn con hư là con của ba. Anh xem con của anh thế nào đi. Mỗi lần mình được bung lụa xinh đẹp lên báo các kiểu, trong khi ba mình hãnh diện và hạnh phúc, thì mẹ mình lại dập tắt cảm xúc của ba bằng cách gạt đi. Anh nhìn nhầm rồi, không phải con mình đâu. Còn mỗi lần mình được giải này giải kia, trong khi ba mình tự hào xúc động, thì mẹ mình lại bình tĩnh nói, anh đừng đi khoe vội, nhỡ người ta công bố nhầm đấy. Đến lúc có thông tin chính thức chắc chắn thì mẹ lại nói, chắc là ăn may đấy anh ạ. Lần này, để tránh trường hợp lỡ mà clip hay quá mẹ tưởng không phải do con làm, con xin tuyên bố luôn, clip này chính chủ. Con quyết tâm làm từ A đến Z mẹ ạ. Tức là hình tự vẽ, tiếng tự lồng, phim tự quay, đến nhạc con cũng tự chơi luôn. Thế nên nhạc nó mới pè pè nhạc nhạc thế này ạ. Con xin hứa, năm sau con sẽ đầu tư để chơi nhạc cho tử tế. À mà nói đến đây, hồi trẻ mẹ mình biết chơi guitar đấy, không đùa được đâu. Nói tóm lại là mẹ mình là siêu nhân hoành tráng, và rằng khi là siêu nhân đang chăm sóc cho cả thế giới ở một nơi xa 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 nơi mình sống. Sao 1 tiếng đi bus, 4 tiếng đi tàu, 1 tiếng rưỡi đi metro, 12 tiếng đi máy bay, 1 tiếng đi ô tô và 15 phút đi bộ. Vì thế nên mình không thể làm điều gì để chạm đến những rung động cảm xúc sâu sắc được.
mẹ mình mà xúc động quá, khóc, thì mình sẽ không thể nào ở bên cạnh để ôm mẹ được đâu. Đã thế, cả thế giới sẽ kết tội mình nữa. Chúc mừng sinh nhật mẹ của con. Ok, đoạn này thì thiệp không phải do mình làm đâu. Đây là mình đang PR trá hình cho cái em gái xinh đẹp làm cái thiệp này đây. Nhưng mà mẹ yên tâm, hình thì vẫn do con vẽ đấy ạ. Chính chủ 50%. Chúc mừng sinh nhật mẹ của con. Con xin hứa năm nay sẽ giảm cân, sẽ ăn nhiều rau, sẽ không để bị sếp phê, cần cố gắng hơn nữa vào sổ liên lạc, sẽ ngoan như mèo và sẽ tiếp tục không ngừng cố gắng. Con yêu mẹ. Nói to lên. Con yêu mẹ.